Hôm nay là ngày hai mấy tháng mấy năm 1910 mấy. Một đoàn du lịch từ Pennsylvania đi tới tới lên Washington DC. Giờ đang chuẩn bị đi. Đó bây giờ là bắt đầu từ nhà mới chạy ra được 2 3 phút bắt đầu ra tới đường quốc lộ. Đó, hiện tại bây giờ là đường đang vắng xe và rất là dễ chạy. Tại vì mới có 2 giờ sáng mà anh em đã đi rồi. Đi từ trời tối mà biến thành trời sáng luôn. Đi từ mà trời tối mà thành đó. Trong đoàn gồm có nhiều nam và một nữ. Và hai bé. Lép. Có bà lép. Và nhiều nam trong đó gồm có 3 nam và 2 người dưới tuổi vị thành niên. Đó. Ở chết, cái này mới phim tưởng đâu bấm cái kia. Đây là hai 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 cậu lớn nhất mà một cậu đang nằm nữa trong đoàn chúng tôi đã gồm đầy đủ và nhân vật bắt đầu tôi sẽ tắt và đợi tới đó lên tới đó rồi tính sao. Ủa quên quên chưa có tôi xin quý vị rồi đây đây là nhân vật đây là thành phố của tôi đang thành phố của tôi ở thành phố của mình ở đó này gọi là thành phố cổ ta nói thành phố cổ chứ giờ gì cũng xây mới hết rồi không mấy năm nay xây mới hết luôn. Ngày trước ở đây gọi là thành phố cổ thôi thời gian đã quá nhiều tôi xin tắt tạm ngưng giây lát. Cầu này người ta là hai tầng nè, tầng tầng trên là chạy đi đây, tầng dưới là chạy về, mà cầu này của người ta cả cả trăm năm rồi đó, thấy kiên cố ghê không? Sao mở lên gọi chuyện chị quay cho chị coi cảnh với chàng, mở lên gọi chị lại để coi chị Phương nữa, cho chị coi sân bay bên Mỹ nè, đó, cái đó là có sân bay địa phương nè, đó sân bay đó. Bay quốc tế là no, international biết là nó quốc tế nhưng mà thấy địa phương mà không quốc tế được tại vì mình ở trong địa phương không nó phải nó đâu có bay thẳng đi ra ngoài đâu phải quốc tế được đâu rồi này bay thẳng ra ngoài đâu mà đi qua 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 đi nước Anh đồ luôn á có luôn hả luôn có chỉ có cái là nó không có qua bên giống như Đài Loan hay Trung Quốc giống như chỗ mà mình đi giống đi quận thôi nếu mà mình đi từ Phila này á mà đi về Việt Nam á là phải đổi chuyến bay nữa nói chung là nó không về châu Á đó yeah, nó không về châu Á. Nó chỉ về phía bên Âu Châu à. Hàng chi mình thấy nó nói là International Airport. Mà mình cũng nghĩ vậy đó, mình đâu có thấy đâu. Mà không mình thấy đâu China không thấy gì hết à. Mình đâu có thấy mà mỗi lần mình đi về Việt Nam mà nó đi thẳng đâu. Nó phải chuyển qua tiểu bang khác. Lên trên New York. Dạ, New York KFK. Hoặc là lên Chicago rồi á, Alaska rồi á. Cái này của nó luôn chú tại biết sao cây bút chỉ đây nè rồi lát nó chú đi bộ xuống dưới cái ông Lincoln ở dưới kia xong rồi chú đi bộ xuống đó là tới cái Nhà Trắng không thấy gì chứ đi xuống đi bộ nó lẹ lắm mà nó đẹp chứ lần đầu tiên thấy hoa anh đào lát nữa lại ôm cây chụp luôn phun nó leo lên cây bẻ nhánh đem về luôn ừ. Tôi mà cái cây này nè, cái cây này nè, cái búp này nè, cái cây này nở đẹp lắm nè. Dạ nó cái bự á. Cái bông bự lắm. Cây đó đó là một tuần sau đó là khoan thiền ở trên nè, nó để tấm bảng. Wow. Nó mới để tấm bảng á, giờ lại lên trên đậu đậu ở trên. Đó. Lát nữa lại cây bút chì này, cây bút chì đẹp. Quay cây bút chì đi. Ở bên kia gì mà thì không biết đó giờ chưa đi. Đó, đồ cái đó cũng đẹp nữa. Chưa đi. Nguyên nguyên dãy hồ luôn. Nguyên cái dãy hồ này toàn của anh đâu mà. Cái này cho ta xuống đập dịch nè. Đập dịch đi, đập dịch 6 người đi. Mà nó không cho đâu, 4 người. Không, nít nhỏ quá cho nó không cho đâu. Không cho đâu. Này mà phải đi chơi nhóm mình không á. Vậy okay. Người lớn không á, không có thích thì đạp dịch nó đã. Mai mốt đi gửi cô An đi mình. Em đi đâu em đưa gì cho nó cầm đi chim sẻ kìa
Ôi ôi quá trời luôn kìa. Con sáo nữa đó. Không ai dám bắn. Đâu. Ôi nè kiểu kéo xuống được. Dạ con sáo đó. Cho nó sáng. Đó. Đẹp chưa không? Việt Nam là không còn con nào rồi. Đó. Thẳng đi. Thẳng mới có chỗ đậu. Không, ở đó không bắt được đâu, chưa có bảo lớn luôn. Hình như ở đây có chỗ đậu nè. Hình như thấy người ta đậu kìa. Phải không? Ừ, phải. Đó. Cái tàu này chạy xuống nước nè. Đó, chạy trên bờ xong lát chạy xuống nước á. Đó làm lại lần nữa. Brian. Anh tức đi con. Làm đi. Yeah, giỏi làm đi. Làm đi. Bà dẫn đi bà nha. Thôi dẫn đi bà mùi đi. Đó. Đó là đứng dậy. Làm để đó. Đó. Phải vậy. Rồi lại uống nước đi. Lại uống nước đi. Lại uống nước đi. Uống nước đi. Thôi đi, bye bye. Brian ơi, đi chơi đi. Có friend mà kiếm chuyện người ta không à? Đi đâu kiểu friend mà lại không cây nhá đâu quýnh người ta luôn mà. Thôi đi nè, tranh thủ là 6 giờ rồi. Lẹ vậy? Dăng vậy? Cho ấy nè, 24 giờ vậy. Brian, sit down. Dad! Hmm? What is it? Hmm. Sao cản trở chỗ người ta quay phim vậy? Con thích cái nào? Brian. Okay, go. Here. Okay, wait, xe tải ra. Rồi, bỏ xuống đất đi, quăng xuống. Rồi nè. Brian. Đâu rồi? Từ từ té. Rồi, đi. Hết rồi, hết tiền rồi.
Brian. Brian. Nửa tiếng. Đào nhà đó đó hả? Thôi khỏi đi, không cần đâu. Wow, thấy luôn cái tòa nhà kia luôn á. Nhưng mà máy của mình nó không có đủ tới. Con mắt mình nhìn thấy thôi chứ mà lô máy nó không đủ. Trời ơi, giờ mình kêu đi đáy. Lại kia, lại kia. Nè, nó tự leo ra ngoài luôn nè. La biết bao nhiêu lần rồi. Đó, 1, 2, vậy mới chịu đó. Đó. Lì lắm. Nghịch lắm chứ không phải lì. Lì nữa mà cũng nghịch nữa. Biết lớn là làm gì đây. Thôi đi vô con, đi, đi về con. Đó, tự vô luôn thấy không? Giỏi. Ừ, nè, một cái bình thường. Brian. Thằng quậy nhất sớm, thằng quậy nhất ở đây đó. Nó nằm dài xuống rồi, nó nhảy xuống sông, nó nhảy tùm lum hết rồi. Bây giờ là cả đội đang đi vô rừng tìm cái gì đây? Vô rừng tìm cổ quý, tìm củ nhân sâm. Cầu chữ trên nhân sâm ngàn năm. À, lá nó mới mọc ra đẹp không? Bông giống bông mai quá ha. Không thiệt. Bông mai đẹp ghê luôn á. Này là mùa đông là cây lá nó rụng hết. Lá là bông rụng hết. Bây giờ bắt đầu nó chuẩn bị nó chỗ ra nè. Bây giờ tháng 4 là mới bắt đầu nó chỗ ra, nó chỗ ra như vậy nè. Đó, mốt nó đẹp. Đâu? Nó mới lớn nè. Là cái gì? Qua anh đào đó. Đó đó đó. Nhỏ xíu á. Đó. À, ừ. Chút đem cái củi đó về làm kỷ niệm. Đang kêu nãy định chạy, nó định chạy xuống bắt hai dịch nó luôn á chứ. Cha mày. Hơi làm kiểu luôn kìa. Ờ làm tao quê.
Ồ đây đây mấy con vịt này nhiều quá hả? Anh ơi. Chợ Eden à. Chợ đầu tiên ở hướng hướng north của America. Ồ quên. Việt Nam. Ờ cũng cũng luôn luôn. Chỗ này nó bán siêu thị, có đi siêu thị không em? Đó lâu lắm, ở đây là Virginia. Đó cờ ba que. Ai biết người gọi là que, người là dọc biết cái gì. Ủa đây bán đồ rẻ luôn. Không rẻ đâu, giống như trên mình. Tại vì ở đó trên mình nó không có chợ Việt Nam nhiều. Thành ra ở đây nó bự. Đúng hiểu không? Còn bây giờ chỗ mình nó quá trời luôn, năm cái chục cái tiệm chợ Việt Nam, bây giờ nó không có còn là quan trọng nữa. Nhưng mà người Việt ở đây nhiều, cộng đồng Việt Nam ở đây cũng nhiều. Kìa chả lụa Ngọc Hưng kìa. Chắc nó quá. Giống như mình bây giờ có ba lẹ rồi vậy đó. Đi vòng qua luôn phải không? Hay sao? Ừ đi vòng sao thấy cái chợ đi đen nữa, rồi đi ra luôn. Thì lát nữa nó cứ ra này cây xăng cái bên luôn rồi. Turn right toward Roosevelt Boulevard. Giờ in 600 feet. Quên xích bèo rồi. Để quay xong rồi xích bèo luôn. Thì chú á. Ờ biết rồi, ý mình nói mình á. Đó. Đó siêu thị chợ Việt Nam của Virginia. Việt Nam chợ này nghe nói lớn lắm. Đấy. Đồ ăn mình nãy mình thấy đi đường 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 đi đường kia thì nó hay hơn. Không có được ngon. Này thì nó đồ ăn không được ngon quá. Mì la cay đó, mì hủ tiếu la cay đó, trời ơi dở ơi là dở. Chú quay trên trên Sài Gòn nè. Ừ. Chạy đi. Bên đây này thì xe nó đậu rồi. Ở đây giờ mở tiệm tóc cũng nhiều quá trời ha. Giờ mới mốt mà vô cho chỗ này ăn nè, mấy chỗ phía bên cho này nó quà. Ăn nó ngon hơn nữa. Nó quẹo quá. Tại nó thấy vậy nó quẹo luôn. Chợ Eden. Đó. Coi xa không mới quay được chứ giờ tới đây con đâu có thấy được chỉ có chữ nó. Không quay mấy cái tiệm mình cũng được. Đó là Eden nè, đâu có đâu quay thấy được. Kể đi. Mà thấy rồi. Ngọc nè, tên Ngọc nè. Ờ tiệm vàng của mình á. Magic Hut. Đó bên đây cũng có chỗ bán cái này. Đồ đồng dễ sợ luôn. Rye pepper nè. Về này chắc ngon hơn á. Đây nè, Sài Gòn hủ tiếu nè. Nè, nè, bây giờ anh xoay ngược qua bên đây. Rồi tiệm tóc nè, ở đây tiệm tóc, 4 cái tiệm tóc trong cái Eden luôn. Chỗ mình nãy còn giờ anh xoay ngược lại bên đây thấy nè, lát nữa em quay vòng cái này. Ừ, nhưng mà không có tiệm nail. Ờ, nãy mình định kêu đi đường này. Nhưng mà thấy rồi, không cần đâu. Đi ra luôn đi, đi về luôn đi. Thấy rồi. Head east, then turn left. Trên này chắc chăng mắt cái bà luôn á. Mà phải chịu thôi, đổ 20 đồng được rồi, là nó vừa chả về tới nhà chứ để giữa đường để hờ đố hờ à. Đi đường hay quên nè, chỗ này nè miếng chả nó ngon mà dày ghê đúng không anh Ngọc. Rồi các bạn đã thấy Eden rồi ha, hả mình cập máy nha, bye bye. Như đường này cũng ra nữa. Wilson Boulevard, then turn left onto Wilson Boulevard. Đi đường nãy mình nói coi như mình đến nguyên vòng mình chụp thôi nè. Thôi được rồi, không cần đâu, thấy rồi. Mình tại vì nó đi về ngược hướng cái này mà, hướng Boulevard á.